Bphone 3 giá chỉ 6.990.000 đồng. Chi tiết xem tại bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm nay thì mình sẽ đem tới cho các bạn fan của BlackBerry một sản phẩm rất quen nhưng cũng rất là mới. Đó chính là BlackBerry Key 2, nhưng đây là phiên bản màu đỏ nhé các bạn nhé. Thực ra là mình search ở trên YouTube thì chưa thấy bạn nào ở Việt Nam mở hộp cái sản phẩm BlackBerry Key 2 màu đỏ này ra cả. Đấy, nên có thể đây sẽ là cái video mở hộp BlackBerry Key 2 màu đỏ đầu tiên ở Việt Nam. Đấy, đầu tiên là về vỏ hộp, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có cái hình của sản phẩm phối màu đỏ đen nhìn rất là đẹp mắt. Và cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và phía sau này chúng ta có in thêm các thông tin về sản phẩm, ví dụ như là máy sẽ có 4G này, sẽ có màn hình 4,5 inch độ phân giải sẽ là Full HD này, rồi là sẽ có con chip Snapdragon 660 này, có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12MP, camera trước là 8MP và viên pin rất lớn 3500mAh đối với một màn hình nhỏ như thế là lớn rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm BlackBerry Key 2 này ra để xem là cái phiên bản màu đỏ này nó có khác gì so với cả những cái phiên bản màu sắc khác không nhé. Cách đóng hộp thì vẫn rất là quen thuộc và cũng cực kỳ là sang trọng thôi. Đó, khi mở hộp ra chúng ta có thể thấy là chữ BlackBerry Key 2 màu đỏ Red Edition cực kỳ là nổi bật luôn. Đó, và bây giờ mình sẽ mở ra này. Đấy, các bạn thấy không? Mở ra thì nó sẽ như thế này. Đấy, cái phần vỏ phía trong này nó cũng màu đỏ này. Và chúng ta có một sản phẩm BlackBerry Key 2 phối màu đỏ đen nhìn rất đẹp mắt. Lát thôi thì mình sẽ nói về sản phẩm này sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở bên trong phụ kiện nó sẽ có những gì nhá. Đấy, mở một BlackBerry là nó phải cẩn thận, phải như kiểu là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Đấy, bên trong này nè, chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM, kèm theo đó là sách hướng dẫn sử dụng. Rồi bên trong này nữa chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc này thì là sạc nhanh 3.0 luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Đấy, sợi cáp này là màu đen. Kể mà cái sợi cáp này nó màu đỏ thì cái nó phối màu nó sẽ rất là đẹp. Đấy, và bên trong này chúng ta sẽ có một cái tai nghe nữa. Đây, cái tai nghe này thì lại phối màu đỏ đen này. Các bạn nhìn thấy không? Tai nghe này phối màu đỏ đen, có in logo của BlackBerry ở trên này, nhìn rất đẹp mắt luôn. Và đấy là toàn bộ hộp phụ kiện đi kèm theo chiếc điện thoại BlackBerry Key 2 phiên bản Red Edition. Bây giờ thì mình sẽ nói chi tiết hơn về sản phẩm. Quay trở lại với cả BlackBerry Key 2 màu đỏ thì cái điểm khác biệt lớn nhất của nó so với cả các cái sản phẩm BlackBerry Key 2 khác, đấy chính là cái phối màu khung viền này. Cảm thấy không? Toàn là màu đỏ luôn. Và cái phối màu ở phía mặt trước này của nó này, đấy ở chỗ gần bàn phím cũng là phối màu đỏ đen như này luôn. Đó, chúng ta sẽ có một sản phẩm mà nó được dán sẵn một cái lớp dán màn hình ở bên ngoài. Tuy nhiên rất đáng tiếc là cái miếng dán màn hình này nó lại có cái logo của BlackBerry D-Tech ở đây này. Đấy, nên chính vì thế chúng ta bắt buộc phải tháo cái miếng dán màn hình này ra để cho chúng ta có thể sử dụng một cách tốt nhất. Đấy, mà thực ra là nếu mà không tháo ra thì chúng ta cũng không thể sử dụng được. Đấy, kể mà BlackBerry họ không in lên đây cái hình, cái khiên BlackBerry D-Tech này thì có lẽ là mình sẽ sử dụng luôn cái miếng dán này làm miếng dán màn hình đấy. Rồi, ở phía mặt trước này thì nó sẽ là một màn hình với kích thước là 4,5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD, tỷ lệ màn hình là 4:3. Và những điểm về BlackBerry thì chắc là chúng ta cũng không cần phải nói tới quá nhiều đâu, bởi vì nó đã được rất nhiều người nói về nó rồi. Nó sẽ có một cái bàn phím vật lý đặc trưng của BlackBerry. Bàn phím vật lý này thì nó cũng kiêm luôn cái cảm ứng ở đây này, các bạn thấy không? Khi mình vuốt như này. Và cái cách BlackBerry thiết kế cái phím cách này trở thành cái cảm biến vân tay một chạm cũng là cái cách rất là thông minh. Đấy, nó sẽ khiến cho thiết bị chúng ta nó gọn gàng hơn và nó tận dụng được tối đa cái khả năng ở trên cái bàn phím này. Với Key 2 phiên bản màu đỏ thì chúng ta sẽ được một sản phẩm hỗ trợ là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ nhớ. Tuy nhiên với bộ nhớ trong rất lớn 128GB thì mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng 2 SIM. Đó, trước kia có những cái phiên bản BlackBerry nó chỉ có một SIM thôi, nhưng phiên bản này thì có 2 SIM thì đấy là cái điều mà mình nghĩ là rất nhiều bạn thích. Đó là còn chưa kể là BlackBerry Key 2 là nó vẫn giữ được cái giắc cắm tai nghe 3.5 này. Đó, phía dưới này thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, loa ngoài và một cái giải giả loa. Hơi đáng tiếc là BlackBerry Key 2 phiên bản màu đỏ là nó không có hai loa, nó chỉ có một loa nhé. Mà hình như là BlackBerry Key 2 nó chỉ có một loa thôi. Đấy, và cái mặt lưng ở phía sau này của nó này thì nó là mặt lưng nhựa. Tuy nhiên là cái cách làm nhựa ở trên BlackBerry nó rất là sang trọng. Các bạn cầm vào nó cực kỳ mềm luôn. Đấy, nó giống như kiểu cái dạng nhựa cao cấp ý. Phía sau này chúng ta sẽ có bộ đôi camera kép có độ phân giải là 12MP, có thêm đèn flash kép ở đây nữa. Và logo của BlackBerry, camera của BlackBerry Key 2 thì khá là đẹp.
Đấy, còn lại thì tất cả những cái yếu tố khác thì nó y xì đúc như là các phiên bản Brave khác thôi. Chúng ta sẽ nhìn vào phía mặt lưng này. Đấy, vừa nãy thông số thì mình cũng đã nói hết rồi đấy. Tất cả các thông số là y xì đúc như nhau. Đấy. Còn về giá bán của Brave Key 2 phiên bản màu đỏ thì hiện tại nó mới về Việt Nam nên giá của nó có thể thay đổi. Đấy, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Thế Giới Brave để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Có thể là trên hình này các bạn nhìn là giá nó khác, nhưng mà khi các bạn kích vào link thì biết đâu giá nó đã khác, bởi vì là cái thời điểm mình làm video này nó sẽ khác với cả cái thời điểm các bạn xem video thì sao. Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Brave Key 2, và theo các bạn thì cái sổ này có mức giá bao nhiêu thì các bạn có thể bỏ tiền ra mua được. Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.